26. Ngồi xuống. Giải quyết xong rồi sao? Xách quần lên. Đi. Ông Bắc Lộ, xin tha mạng. Người ở đâu? Chúng tôi không phải là người nơi này, vừa được điều đến đây thôi. Người anh em, tôi biết anh. Trước đây là du côn của thôn Tiểu Tân, sau đó chặt bắt lính, bắt các anh đến pháo đài. Anh tưởng là anh mặc bộ đồ này là có thể làm hại nhân dân sao? Lỡ như lũ giặc đi rồi, các anh còn trông mong vào ai? Người nhà các anh sẽ phải gánh họa thay các anh sao? Trưởng quan, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cái đầu của tôi không đáng giá bao nhiêu. Anh chỉ cho cách, chúng tôi làm theo là được rồi mà. May mà vẫn biết nói tiếng người. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại cướp lương thực của Tam Biên Đài? Trưởng quan, không phải chúng tôi muốn cướp đâu, là hoàng quân. À không, à lũ giặc hạ lệnh, bảo chúng tôi trước khi Bắc Lộ đến phải thu gom hết lương thực rồi giao nộp. Cứ bao nhiêu thôn rồi. Trưởng quan, tôi không thẹn với lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến đã gặp phải các anh rồi. Anh nghe cho rõ đây, nếu lần sau còn để có ông Thập Tam biết được anh bắt nạt người dân, làm sằng làm bậy, anh chạy đến đâu tôi cũng sẽ tìm được anh. Lột da anh, nghe rõ chưa? Tôi nhớ rồi, cút đi. Dạ vâng trưởng quan. Lương thực có thể đưa cho các anh, có thể để lại súng cho chúng tôi được không? Nếu không thì mất súng, quay về lũ giặc sẽ lột da chúng tôi. Còn dám đòi súng sao? Người anh em, có thể mang súng đi, nhưng phải để lại cái đầu, đúng không? Anh nghĩ anh cần súng tốt hơn hay là cái đầu tốt hơn? Trưởng quan, tôi cần đầu, cần đầu. Là anh tự nói đấy nhé, chúng tôi không ép anh. Cút đi. Dạ vâng, dạ vâng. Các anh em, mọi người biết lũ giặc tại sao gọi là giặc không? Vì chúng có quá nhiều ý đồ xấu. Nhưng mà cái đầu trên vai chúng ta cũng không phải đồ bỏ đi. Gần đây lũ giặc muốn trưng thu hết lương thực mà trước đây chúng ta đã trồng ở các thôn làng căn cứ địa, không cho người dân sống, cũng không cho chúng ta sống. Mọi người nói xem, chúng ta có thể đồng ý với chúng được không? Không thể. Vậy nên phải làm sao? Chiến đấu với giặc, bảo vệ lương thực. Không sai. Đại đội 5, chúng tôi không giỏi việc gì khác, chỉ giỏi đấu với bọn giặc thôi. Chúng muốn gì, chúng ta sẽ không để cho chúng có được. Cho dù là chúng muốn uống nước, đại đội 5 cũng phải bắt chúng rơi hai cái răng cửa ra. Được, hay lắm, tốt quá. Các đồng chí, Bác Lộ quân của Đảng Cộng sản là đội ngũ của nhân dân. Hôm nay lũ giặc muốn cướp lương thực của nhân dân ta, chính là cướp lương thực của nhà mình. Thời gian tới, chúng ta chắc định phải phát huy tinh thần chịu khổ chịu cực, dám đánh thắng trận, bất chấp mọi giá, bảo vệ thành quả lao động của người dân. Khẩu hiệu của chúng ta là bảo vệ lương thực, tiêu diệt giặc Nhật. Bảo vệ lương thực, tiêu diệt giặc Nhật. Chỉ đạo viên, chị ăn chút đi, cả ngày chị không ăn gì rồi. Tôi không đói. Mọi người xem thế nào, thơm quá, ngon ghê đấy. Mấy anh em nghe tôi nói đã, thịt hầm xong rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta hãy ăn ít lại đi, để phần cho anh Mảnh một ít. Còn nữa, hôm nay tôi thấy bác sĩ Đinh không ăn cơm, cô ấy đưa hết đồ ăn của mình cho thương binh. Bình thường chúng ta hay đùa giỡn, nhưng giờ chúng ta là Bác Lộ rồi, cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình, đúng chứ? Phải, đúng đấy, phải. Nào, mấy anh em, ăn đi, ăn đi.
Anh à, sao anh lại đến đây? Anh đến xem em đã ăn chưa. Em không đói, em ăn rồi. Còn giả vờ với anh sao? Xem em gầy như thế nào rồi. Cầm lấy, cầm lấy đi. Anh à, em thật sự không đói đâu. Anh xem bây giờ bộ đội thiếu lương thực, cứ để lại cho thương binh ăn. Em thật sự không đói đâu. Nghe lời anh, ăn cái này đi, cầm lấy đi. Cảm ơn anh. Còn khách sáo với anh làm gì? Anh đã thề với mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Anh à, nói đi cũng phải nói lại, anh đã đến mấy ngày rồi, thấy quen chưa? Cũng ổn, đều là làm lính ăn cơm, chỉ là quy tắc của bác Lộ anh vẫn chưa quen lắm. Vậy thì đám anh em của anh đã quen chưa? Em yên tâm đi, anh sẽ quản chặt họ. Chỉ đạo viên, không hay rồi, sẽ ra chuyện rồi. Phải làm thế nào đây? Đừng sốt ruột. Sao vậy? Đồng chí, tôi đi làm đồng về, phát hiện trong nhà thiếu một con dê. Anh có nhớ nhầm không? Hay là lúc thả dê bị lạc mất một con? Không đâu, nhà tôi chỉ có ba con, còn bị mất một con to nhất. Thôi, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện này. Hay là đồng chí của bộ đội ta chắc đi rồi. Anh ơi, anh yên tâm đi. Nếu là người của chúng tôi lấy đi, tôi sẽ không bao che, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Vậy thì xin nhờ cậu Nhị Vượng dặn dò các đồng chí. Anh ơi, anh đừng lo lắng, điều tra từng nhóm một. Rõ. Anh à, anh. Ngon quá hả? Anh à, anh đến đúng lúc lắm. Ăn thịt của bọn em đi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn thịt trước. Ăn đi. Anh à, anh làm gì vậy? Tôi bắn chết cậu. Anh à, đừng mà. Buông ra, không được đâu anh. Tình khốn gì? Anh ăn gan hùm rồi sao? Dám đi ăn trộm, là mất thể diện của tôi. Tôi bắn chết cậu, đừng mà. Đừng mà anh. Anh mau đi đi, mau đi đi. Anh à. Đại ca Quế Hải, đứng lại. Anh, Quế Hải. Quế Hải, chuyện gì vậy? Đừng cản tôi. Hôm nay tôi sẽ bắn chết cậu ta. Anh Mảnh, qua đây, bỏ súng xuống. Rốt cuộc là sao vậy? Quỳ xuống đi, quỳ xuống. Triệu Quế Hải, hảo hán làm, hảo hán chịu. Trước mặt mọi người, hãy nói xem rốt cuộc là sao. Đại đội trưởng, chỉ đạo viên, tôi đã trộm dê của người dân, cho anh em đánh chén một bữa. Quế Hải, sao anh có thể làm như vậy chứ? Uổng công trước đó tôi dạy anh sao? Không phải, tôi thấy các anh em ngày nào cũng không thấy ăn no, đi đường ruộng cá chân. Còn nữa, vậy nên là cậu đã đi trộm sao? Cậu làm mất mặt tôi. Hôm nay tôi bắn chết cậu. Anh Mãn à, bây giờ anh là bác lộ quân, không thể cầm súng chỉ vào chiến sĩ của mình. Anh à, giờ anh là bác lộ quân, không thể tùy tiện xử lý chiến sĩ của mình. Bác lộ quân có kỷ luật của mình. Hôm nay em nói gì cũng vô ích thôi. Người cho anh dẫn đến, đã xử lý thế nào đã sẽ xử lý như vậy. Anh bắn chết cậu ta trước. Anh Mãn, anh à, dây là em trộm, em làm mất mặt anh. Một người làm một người chịu. Anh cứ bắn chết em đi. Đại ca, đại ca. Anh Hải trộm dê không chỉ vì các anh em. Anh ấy biết các thương binh ngày nào cũng ăn khoai lang, không có dinh dưỡng. Anh ấy muốn hầm ít thịt cho họ tẩm bổ. Anh ấy cũng có lòng tốt mà. Phải đấy đại ca. Anh à, đồng chí Triệu Quế Hải đã phạm lỗi, nhưng cũng xuất phát từ lòng tốt. Chúng ta nên giáo dục phê bình. Bây giờ anh ta đã là lính của đại đội 5. Cụ thể xử lý thế nào, hãy nghe lời đại đội trưởng đã. Các bà con, dê là do chiến sĩ của chúng tôi đã trộm. Chuyện này
là lỗi của chúng tôi. Tại đây tôi đại diện toàn thể Bát Lộ quân xin lỗi các anh. Dê này vốn chuẩn bị cho các cậu mà, có thể là mất dê nên tôi sốt ruột quá thôi. Chuyện này cậu đừng có trách cậu ấy, các cậu đừng có phạt cậu ấy nữa. Các bà con, Bát Lộ quân chúng tôi có kỷ luật, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng. Quế Hải, chuyện này đúng là lỗi của anh. Nhị Phượng, có. Cử người giám sát anh ta, nhốt giam 10 ngày. Rõ. Chỉ đạo viên, cô xem xử lý như thế có được không? Trong thời gian nhốt giam, đồng chí Triệu Quế Hải chế phạt 3 kỷ luật lớn và 8 mục lưu ý 50 lần. Tiêu Cương, Dị Vượng, anh đứng dậy đi đã. Sao không nói sớm? Suýt thì bắn chết cậu. Đi thôi. Đã 3-4 ngày rồi, anh vẫn cứ ở nhà, không quản đội ngũ, cũng không lo làm ăn. Anh còn muốn sống nữa không? Anh thoát nạn từ cái chết, phải nghỉ ngơi vài ngày chứ. Đường Kim Vinh, uổng công anh là người đánh trận nửa đời, mỗi thế đã dọa anh khiếp vía lên trời. Vợ ơi, nếu anh không sợ em bị liên lụy, anh đã liều mạng với bọn họ rồi. Được rồi, anh đừng có ra vẻ sau khi chuyện đã kết thúc nữa. Mấy ngày nay anh chẳng chịu đi, Nakamura mà biết sẽ xử lý anh đấy. Bác Lộ quân và Mãnh Tử ra khỏi thành là anh đưa đi. Chuyện này Nakamura sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Đến lúc đó không biết hậu quả thế nào đâu. Anh định trốn ở đây đến bao giờ mới thôi đây? Chẳng lẽ anh định ở lì trong nhà cả đời không ra ngoài? Em thật là... Anh, Nakamura và Mã Quý đến rồi. Sao hắn ta lại đến đây? Cậu không nói là tôi bị bệnh sao? Chính là vì biết anh bị bệnh nên họ mới đến đấy. Đi đi, đi đi. Anh trốn hắn, hắn lại tìm đến nơi rồi. Mau lên, mau lên. Đại tá đến rồi sao? Đại tá, không cần chào hỏi tôi. Nghe nói anh bị bệnh nên đặc biệt đến thăm anh. Đại tá, tôi biết đây là lúc hoàng quân cần cười nhất, nhưng mà tôi ốm vật vã thế này. Tôi sao đột nhiên bị bệnh nặng như thế? Cũng không biết sao sức khỏe tự dưng yếu đi. Tôi đoán là phải tĩnh dưỡng một thời gian. Bệnh đến đột ngột, đúng là nên nghỉ ngơi cho khỏe. Thế này đi, chức lữ đoàn của anh để Mã Quý phụ trách. Đại tá, ngài có ý gì? Anh đừng làm lữ đoàn trưởng nữa, để cho Mã Quý làm. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đại tá, đại tá, đại tá, ngài xem tôi theo ngài vào sinh ra tử, cúc cung tận tụy, ngài không thể cách chức tôi được. Khỏi bệnh rồi sao? Nếu không để tình anh cống hiến cho đế quốc, với chuyện anh thả Lỗ Tiểu Mảnh đi, anh vẫn có thể còn sống sao? Anh Đường à, anh làm gì thế? Làm gì vậy chứ? Dưới gối đàn ông có giác vàng, với lại sau này bộ đội giao cho tôi quản lý, anh cứ yên tâm. Với quan hệ của anh em ta, ai quản mà chẳng được. Nếu anh nhớ chúng tôi, lúc nào cũng có thể đến thăm. Sau này nhà của anh có việc gì, có thể bảo vợ anh đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các anh em. Đi nhé. Lão gia, lão gia, tiêu đời rồi, tiêu đời thật rồi. Lão gia, người đâu? Liên gia,
Đại đội trưởng, đại đội trưởng, sao vậy? Đằng trước phát hiện ra một đám quỷ quân còn áp tải hai xe lương thực. Nhìn tôi làm gì? Đi cướp thôi, đi. Còn dám đi ngang nhiên, không muốn sống nữa rồi. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Đợi đã, không phải là ngụy quân mà là quốc quân. Đứng yên, đứng yên, tất cả đứng yên, đứng yên. Đừng nổ súng, bỏ hết súng xuống. Hóa ra là quân bạn. Các anh làm gì thế? Các cậu ở bộ phận nào? Chúng tôi thuộc quân đoàn 52. Quân đoàn 52. Các cậu không ở ký nào mà chạy đến đây làm gì? Anh là đại đội trưởng Mã sao? Cô quen tôi sao? Đại đội trưởng Mã, tôi là Đinh Linh, bác sĩ Đinh đây. Hồi đó anh từng dẫn đoàn đến chỗ của chúng tôi tham quan học tập. Lúc đó chưa thích nghi, còn bị nổi mày đây. Là tôi kê thuốc cho anh đi. Bác sĩ Đinh Linh là cô sao? Vậy các anh là lính của quan Chấn Sơn sao? Phải. Đại đội trưởng Mã này chính là người đã chặn bắn giúp chúng ta ở chiến dịch sườn núi Tam Đảo. Là các anh sao? Dạ phải. Các anh em bỏ súng xuống. Hai cậu làm sao vậy? Từ khi gặp đại đội trưởng Mã kia, sao mặt cứ hầm hầm như thế? Chuyện gì vậy? Chính là tên khốn này. Lần trước chúng tôi đánh giặc đã nói là chặn đánh khoảng trống giúp chúng tôi, cuối cùng đã chạy mất dép, làm chúng tôi suýt bị giặc cho lên thớt. Được rồi, người ta là quốc quân, cũng không phải là người nhà mình. Chặn hộ một lúc là tốt lắm rồi. Cuối cùng còn để lại hết súng và đạn cho chúng ta còn gì. Sao cậu có thể nói đỡ cho người ta như thế? Đã hứa rồi, giữa đường là chạy mất tiêu. Đây là chuyện đàn ông nên làm sao? Tiêu Cường nói có lý đấy. Đánh nửa trận đã chạy, đúng là quá đáng thật. Cậu xem, nói vậy thì các anh lại đánh về sao? Cách đánh du kích của bác lộ quân rất hữu dụng khi đối phó với bọn chặt. Ủy viên trưởng tưởng của chúng tôi kêu gọi các chiến sĩ triển khai cách đánh du kích. Tôi cũng hưởng ứng lời kêu gọi của ông ấy. Nếu các anh quay về để kháng giật, sẽ còn cướp lương thực của người dân. Cướp? Đại đội trưởng nói vậy hơi khó nghe đi. Không phải cướp sao? Không phải cướp, vậy lương thực ở đâu mà ra? Đại đội trưởng Võ, anh hiểu lầm rồi. Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy một đám ngụy quân áp tải lương thực. Chúng tôi không thể trơ mắt mà nhìn bọn chúng ngang nhiên đi qua trước mặt của chúng tôi. Nếu số lương thực này là các anh cướp từ chỗ ngụy quân, thì mau trả lại cho người dân đi. Họ còn đang trông chờ lương thực để vượt qua mùa đông này. Lương thực nhất định phải trả. Nhưng tôi chỉ có thể trả một phần. Tại sao chứ? Không giấu gì mọi người, lần này chúng tôi đến ký trùng để thu gom lương thực. Hôm nay gọi mọi người đến là để bàn việc chia một ít lương thực của chúng ta cho đại đội trưởng Mã. Gì hả? Một hạt cũng đừng bơ. Chúng ta ở đây hơn nửa tháng là để bảo vệ chút lương thực này, sao lại cho anh ta chứ? Chuyện này tôi đã bàn bạc với chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên, nói với mọi người đi. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng giờ mục đích chính của chúng ta là gì? Là đánh đuổi giặc ra khỏi Trung Quốc. Đang là thời kỳ Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng phải giúp đỡ nhau. Dù sao mục tiêu của chúng ta và họ thu gom lương thực cũng là giống nhau, đều là để đánh giặc. Vậy nên tôi nghĩ là nên chia cho họ một ít lương thực. Như vậy thì hời cho họ quá. Dựa vào đâu mà họ có thể lấy miễn phí? Dựa vào việc họ là người Trung Quốc, là đồng bào của chúng ta, là đội vũ trang kháng Nhật. Trước đây Lão Châu cũng ở quân Tây Bắc. Sao các anh có thể đối xử với anh ấy giống người nhà mà không thể đối xử với đội trưởng Mã như người nhà? Lão Châu khác. Lão Châu là cải tà quy chính. Tên nhát gan kia đã làm gì?
Lâm trận bỏ chạy, hại chết rất nhiều anh em của chúng ta. Chỉ riêng chuyện này tôi đã không tha rồi. Mọi người cũng đừng cãi nhau. Thế này đi, mọi người xem, họ có hai tiểu đội, trang bị vũ trang đều mạnh hơn chúng ta. Hay là bảo họ cùng bảo vệ lương thực với chúng ta, chiến đấu với đội tìm lương thực của giặc. Chúng ta vô hình trung có thêm hai tiểu đội, như vậy phạm vi sẽ rộng hơn, bảo vệ được nhiều thôn làng hơn. Đến lúc đó chia cho họ một ít lương thực của chúng ta là được rồi. Ý này của anh Mảnh rất hay, chúng ta nên bảo họ góp sức một chút. Làm gì thế? Chưa ai ăn cơm sao? Nhanh lên. Ai cũng chậm chưa ra. Nhanh lên, nhanh lên đi. Anh à, anh đến rồi sao? Anh xem đi anh, anh xem đi. Theo lời của anh dặn, lương thực ngon hơn bọn em đều để đây, lương thực kém hơn đều xếp đóng. Ở trong kia còn một loại kém hơn đang trên đường đến. Tôi nói cho cậu nghe, sáng sớm mai hoàng quân sẽ cử người tiếp quản. Cậu mau kéo hết lương thực ngon về cho tôi. Anh à, mấy ngày nay em cứ cho dự mãi. Nếu để cho người Nhật biết chúng ta làm thế này, đầu chúng ta sẽ... Đầu cái gì? Biết bây giờ lương thực bao nhiêu tiền một cân không? Bao nhiêu? Gấp 8 lần so với giá quy định, rồi phải nhân đôi lên nữa. Cao thế sao? Cao vậy đấy. Dám mạo hiểm với giàu, nếu cậu sợ về nhà cặp đất mà ăn. Không phải. Với lại chúng ta là ai? Lữ đoàn trưởng Hoàng Hiệp Quân, lữ đoàn cái đầu cậu. Chúng ta chỉ là Hán Giang thôi. Phải phải, tuy chúng ta là Hán Giang, nhưng chúng ta cũng phải có lòng yêu nước. Chúng ta đưa cho giặc Nhật lương thực kém hơn, cũng coi như là cống hiến cho việc kháng Nhật rồi. Học tập đi. Em lĩnh hội được rồi. Giờ em sẽ liên lạc với đám buôn lậu lương thực. Liên hệ với bọn họ làm gì? Tôi nói cho cậu nghe, tôi sẽ tự làm mối này. Nhưng mà, nhưng trước đây Đường Kim Vinh đều làm như thế. Đường Kim Vinh gu, tôi lại học theo hắn ta sao? Giờ là Mã Quý tôi làm chủ. Tôi nói cho cậu nghe, bắt hết đám buôn lậu lương thực kia lại cho tôi. Bắt lại? Bắt bọn họ làm gì? Cậu nghĩ mà xem, nếu chúng ta bắt hết bọn họ lại, ai sẽ quyết định giá cả? Tất nhiên là tôi. Tôi đòi bao nhiêu, bọn họ phải đưa tôi từng ấy. Với lại, ngoài những kẻ buôn lậu lương thực, bắt tất cả đám buôn lậu cho tôi. 3 ngày sau nhé. 3 ngày sau hàng sẽ đến, không thành vấn đề. Chuyện này cũng đâu có phải là mới 1-2 lần. Các anh em, trưởng quan làm việc à? Đi. Đi đâu thế? Sao thế? Bắt lại. Bắt lại đi. Đứng yên. Hiểu lầm thì phải. Bắt nhầm người rồi. Hiểu lầm. Tôi hỏi các anh, ai bán thuốc phiện sống cho các anh? Chính là ông chủ Phùng này. Anh nghe thấy chưa? Ông chủ Phùng vẫn hiểu lầm sao? Ông chán sống thật rồi sao? Dám buôn lậu thuốc phiện sống ở đây, đúng là chán sống mà. Dẫn đi. Người anh em, dẫn đi. Đi đi, nhanh lên. Người anh em mà. Mã Quý. Mã Quý gì của ông? Mã Quý là anh em với tôi. Anh em? Mã Quý là cha của ông thì có. Mã Quý là anh em với tôi mà. Đừng có nói nhảm, dẫn đi. Mã Quý là anh em với tôi. Nhanh lên, mau đi đi. Nhìn xem chuyện này đi. Đi, ngoan ngoãn đi, an phận đi. Các anh coi Mã Quý tôi là gì? Coi là ăn mày chứ gì? Không dám. Không dám sao? Quay về nói với chủ của các anh, muốn làm ăn ở Võ Cường này thì phải bỏ ra nhiều hơn. Chỗ này chỉ được coi là tiền cọc thôi. Được, được. Cút đi. Dạ được. Đại ca, lô hàng buôn lậu còn lại phải làm thế nào đi? Làm thế nào cái gì? Làm theo quy định đi. Mỗi người 2 thỏi vàng, ai có thể trả tiền thì đi. Không trả được, đưa đến chỗ người Nhật làm lao động. Em hiểu rồi. À phải rồi anh, trong những người hôm nay bị bắt có một kẻ tên là Phùng Bảo, nói là quen anh. Phùng Bảo hả? Phùng Bảo? Cậu bắt ông ta làm gì? Em đang đi bắt người nên bắt cả ông ta luôn. Anh à, anh quen ông ta thật sao? Trước kia ông ta buôn lậu thuốc phiện sống, tôi vận chuyển rất nhiều dầu qua chỗ của ông ta, coi như là có quen biết sơ sơ. Vậy em thả ông ta ở đây nhé. Thả ra? Cậu ngốc đấy sao? Quen là quen, buôn bán là buôn bán. Thế này đi,
cậu chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Tôi phải thết đãi ông ta thật tử tế. Được, em đi đây. Báo cáo lữ đoàn trưởng, đã dẫn Phạm Chân buôn lậu đến rồi. Đêm hôm ầm ĩ cái gì thế? Chỉ là một tên buôn lậu thôi mà, nó ra ngoài bắn chết. Rõ. Đội trưởng Mã à? Đội trưởng Mã. Là tôi đây. Tôi này, Phùng Bảo đi. Anh Phùng sao? Phải đi. Anh sao thế? Mau đứng dậy đi. Chuyện gì thế này? Sao lại chạy đến chỗ tôi? Đội trưởng Phùng. À không, nên đổi thành lữ đoàn trưởng Mã. Không sao, lữ đoàn trưởng Mã cuối cùng cậu cũng đến. Tôi nói mãi với người anh em này, hai chúng ta trước đây là bạn thân. Cậu ta lại không tin tôi. Cậu mù hả? Đây chính là anh Phùng của tôi. Thì ra là anh Phùng sao? Đều là người một nhà. Đắc tội với anh rồi. Không sao đâu. Lượng đi lượng đi. Rõ. Lữ đoàn trưởng Mã à, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nếu cậu đến rồi, tôi có thể về rồi chứ. Anh Phùng à, chúng ta đều là bạn cũ của nhau. Lâu rồi không gặp hả? Đúng vậy, khó khăn lắm mới gặp một lần. Thế này đi, chúng ta hãy ăn gì đó rồi ôm lại chuyện cũ. Cậu khách sáo quá đi mất. Qua đây nào. Anh ngồi đi. Cứ ăn tự nhiên cho đỡ hoảng sợ. Lữ đoàn trưởng Mã à, cậu ăn cái này thôi sao? Sao thế? Không thể ăn sao? Có thể. Cả vỏ cừu này ai chẳng biết. Mã quý tôi liêm khiết. Một ngày ba bữa tôi đều ăn cái này. Đây. Ăn uống rồi ôm lại chuyện cũ. Anh Phùng à, không phải tôi nói anh đâu. Giờ tình hình thế nào mà anh còn tổ chức cứu quốc quân gì đó? Vả lại, giờ tôi có thân phận gì? Có phải tôi nên đưa anh đến chỗ của người Nhật không? Lữ đoàn trưởng Mã à, chắc chắn là cậu sẽ không làm như thế. Nếu không thì bây giờ tôi đã không thể ngồi đây uống rượu với cậu rồi. Phùng Bảo, anh không sợ đây là bữa rượu đoạn đầu sao? Lữ đoàn trưởng Mã à, cậu ra giá đi. Bao nhiêu tiền mới mua được cái mạng này? Anh Phùng à, anh nói gì vậy chứ? Nào, qua đây ngồi đi. Mua mạng gì chứ? Thế này đi, sau này tất cả các mối làm ăn của anh, chúng ta chia 28. Chia 28. Được rồi, 28 thì 28. Tôi 8, anh 2. Cậu 8, tôi 2. Lữ đoàn trưởng Mã à, cậu thế này thì đừng giở trò này với tôi. Lợi nhuận buôn lậu thuốc phiện sống ở sân Tây của anh tôi cũng biết. Tôi nói cho anh nghe, sau này anh muốn buôn bán bình an ở huyện Võ Cường này thì phải làm theo quy tắc của tôi. Lữ đoàn trưởng Mã à, đều là tôi giấu đại tư lệnh của nhà tôi. Buôn bán nhỏ kiếm dăm ba đồng ấy mà. Đại tư lệnh? Không phải, cháu gái lớn của nhà tôi, Đại Yên Hoa. Sau khi anh tôi mất, đã trao đội ngũ cho cháu gái tôi. Giờ tôi cũng chỉ là nhị tư lệnh. Chuyện lớn như thế này cũng phải để cho con bé quyết định. Nói vậy thì anh không thể quyết định hả? Vậy được rồi, gọi người có thể quyết định đến đây. Cậu nói xem phải làm thế nào đi. Hay là thế này đi, lữ đoàn trưởng Mã, cậu thu nhận tôi, tôi cũng làm với cậu, cùng làm ăn với nhau, dễ sống hơn nhiều. Muốn đi theo tôi sao? Phải, Phùng Bảo à, anh thật sự nghĩ như vậy sao? Lữ đoàn trưởng Mã à, cậu xem giờ cậu sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, muốn gì có đấy. Ngồi trong nhà có thể kiếm bội tiền, vẻ vang lắm, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Phùng Bảo, coi như là anh không sống uổng phí hơn nửa đời người. Muốn đi theo tôi làm thật sao? Anh có bao nhiêu người? 70-80 người. Có súng không? Có chứ. Được rồi, vậy sau này chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, người một nhà. Hợp tác vui vẻ nhé.
Đại đội trưởng Võ, đại đội trưởng Võ, thôn bên cạnh mới bị giặc vây quét, lương thực bà con tích trữ bị người Nhật cướp hết rồi. Các người làm gì thế? Lương thực của tôi. Đừng cướp lương thực của tôi mà. Tôi nghĩ như thế này, đúng lúc giặc vẫn chưa chuyển lương thực đi, chúng ta phải nhanh chóng cướp về. Tinh Linh nói đúng, chúng ta hãy cướp lương thực của giặc ở gần đây, không thể để cho chúng chuyển đi. Đại đội trưởng Võ, anh quen thuộc chỗ này. Các anh đông cười, làm thế nào hãy chỉ huy chúng tôi. Chúng tôi dốc hết sức. Không dám đâu, đừng để đến lúc đó lại chạy mất, bỏ lại đám gốc chúng tôi liều chết với bọn giặc. Được rồi Tiêu Cương, đừng so đo những chuyện ấy. Tôi tin đại đội trưởng Mã mà. Giờ chúng ta còn bao nhiêu mìn? Chỉ còn 3-4 quả thôi. Sao không làm nhiều hơn? Làm kiểu gì? Thứ nhất là không có sắt, thứ hai là không có thuốc nổ. Tôi làm kiểu gì? Đường sắt của lũ giặc đang nằm sờ sờ kia còn gì? Đó là sắt có sẵn, anh không thấy sao? Cái này thì dễ rồi. Nhưng còn thuốc nổ, lũ giặc có thể tặng cho tôi sao? Thuốc nổ thì càng dễ. Có đại đội trưởng Mã đây làm gì? Được rồi, để tôi giải quyết chuyện thuốc nổ cho. Được rồi, đủ rồi. Ngày mai cửu đỉnh, anh đánh xe lượn một vòng trước mặt lũ giặc. Thái quân, đằng trước phát hiện ra mấy tên bắt lộ đánh xe ngựa chuyên chở thảo dược và lương thực. Tôi sợ chúng đang lén vận chuyển giúp người dân, nên vội về báo cho ngài biết. Khốn kiếp, xuất phát. Đợi khi lũ giặc xuất phát đi cướp lương thực, anh dẫn người của tiểu đội mình rải hết mìn trên đường. Tôi phải khiến cho bọn chúng chỉ ra được mà không vào được. Nhị Phượng, anh dẫn người trà trộn vào nhân dân, nhắm chuẩn thời cơ, nghĩ cách kiểm soát đám ngụy quân bên trong. Sao thế? Bị sao vậy? Sao thế? Đi xem thử đi. Bụng của tôi sao thế? Không sao chứ? Bụng tôi đau quá. Sao vậy? Đứng yên, không được động đậy. Bên phía cửu đỉnh, đại đội trưởng Châu, chỉ cần lũ giặc đến, các anh hãy rút lui. Lũ giặc đến rồi, được. Nhanh lên, rút lui. Được rồi, chắc ngựa đi, để xe lại. Rút lui, nhanh lên. Các anh là ai? Bỏ súng xuống. Được rồi, Nhị Vượng hành động rồi. Anh Mãn à, lũ giặc gần đến đây rồi. Anh hãy hãm chân chúng nữa canh chờ. Được, đi. Còn lại đi theo tôi. Xông vào trong, hành động. Khốn kiếp, rút lui. Nhị Vượng sao rồi? Không sao, có mấy tên người quân thôi. Bảo các đồng chí mau chuyển lương thực đi. Bình tĩnh nhé. Kéo đi. Xem ra bên Tiêu Cường đã bắt đầu. Các đồng chí, tăng tốc lên. Cái gì? Phía kho lương thực có tiếng mìn sao? Lập tức cử người chi viện. Rõ. Anh Bản à, chỉ cần nửa canh giờ chúng ta có thể thuận lợi chuyển lương thực đi. Cho nên bất luận thế nào cũng phải hãm chân lũ giặc. Anh Bản, tiếng mìn của Tiêu Cường to quá, chắc lũ giặc sẽ đến rất đông, chúng ta khó mà cầm cự nổi. Phải. Phụ tá Lưu, anh nói đi. Cậu dẫn người của mình tìm một nơi ẩn nấp. Tôi dẫn người đánh nửa trận trước. Cậu ngắm chuẩn thời cơ. Lúc chúng tôi đuối sức thì cậu hãy nổ súng.
Chỉ khi làm như vậy mới có thể hãm chân chúng nửa canh giờ. Được, đi theo tôi. Bắn! Nhanh lên! Một đám bát lộ tàn dư nhỏ bé, ta đánh các cậu tan tác như thế này. Kho lương thực đã bị phá hủy, lương thực bị cướp đi. Hai cậu còn mặt mũi nào đứng trước mặt tôi? Giờ chúng ta đã bị chúng kiểm soát và thao túng. Cút đi. Bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta chia lương thực cho người dân, họ sẽ vui lắm cho bà coi. Đại đội trưởng! Đại đội trưởng! Đại đội trưởng! Thế nào? Trận này không ai bị thương chứ? Bắn chết hơn được 20 tên giặc. Còn có một thiếu tá. Chỉ là mìn của chúng ta hơi mạnh, nổ hỏng khá là nhiều. Nhặt được một vài khẩu súng vẫn còn chuồn tốt thôi. Được rồi, chỉ cần không lỗ vốn là được rồi. Nào, hãy đưa súng trường 38 cho chiến sĩ không có súng của đại đội, rồi phát súng cũ cho dân làng không có súng. Bác sĩ Đình, bên này giao cho cô. Được, đi thôi. Các bà con, lương thực lũ giặc cướp của mọi người, bác lộ quân đã lấy lại rồi. Chỉ cần đăng ký ở đây để có thể nhận về. Các bà con, đại đội trưởng à, cách của bác lộ quân hay thật đi. Phải cảm ơn họ, các bà con. Đúng thế. Được rồi, đồng chí. Vợ tôi muốn cho thằng con vô dụng nhà tôi tham gia bác lộ quân. Cô có giận không? Ông Chương à, chỉ cần con của ông không sợ khổ, không sợ mệt, bác lộ chúng tôi đều nhận. Được, được. Tôi có con trai muốn làm bác lộ. Thủ tục như thế nào? Bác lộ các cô có cần phụ nữ không? Con trai tôi 16 tuổi có được không? Tôi cũng bảo con trai tôi là bác lộ quân. Cảm ơn các bà con tin tưởng chúng tôi. Chỉ cần mọi người không sợ con mình chịu khổ chịu cực, bác lộ quân chúng tôi sẽ nhận hết. Được, hay quá. Chúng ta đi chuyển lương thực nào. Các bà con, qua đây chuyển lương thực. Đại đội trưởng, bác lộ đúng là rất được lòng chân. Trước đó cướp lương thực dẫn về mười mấy tên ngụy quân, bây giờ lại có rất nhiều bà con bảo vệ. Nhìn lại chúng ta đi. Muốn trường binh phải đi Bắc Tráng Đinh. Tôi không hiểu được, họ nghèo như thế kia, sao người dân thích họ như vậy chứ? Rất đơn giản thôi. Họ chuyên làm việc và ra mặt vì nhân dân. Đổi lại là ai cũng sẽ ủng hộ. Được lòng dân là được lòng thiên hạ rồi. Đạo lý này cấp trên thì chúng ta cũng hiểu được. Chỉ có điều là ngày nào họ cũng ăn chơi lu bù, không có thời gian quan tâm đến sự sống chết của nhân dân tiền tuyến. Cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa thôi, chúng ta cũng phải đổi sang đảng Cộng sản thôi. Các cậu quay về kiểu gì? Chúng tôi lừa bọn họ rằng muốn về nhà, nên bọn họ mới thả chúng tôi đi. Ai bảo cậu giết cậu ta? Đại tá, bọn họ đáng chết. Bọn họ làm việc không tốt. Bao nhiêu người như thế này mà đã cướp lương thực bị cướp mất. Bọn họ đáng chết, đáng đời. Cậu Mã hả? Cậu rất là thông minh. Không không, nhưng dở trò khôn lỗi cũng chưa chắc giữ được mạng đâu. Không dám. Tôi không hy vọng có lần sau đâu. Không đâu, rút lui.
Rõ, ngài đi thông thả ạ. Đại ca à, may mà em chuyển lương thực đi rồi. Cậu thì thông minh rồi. Đừng có giở trò không lỗi nữa.